Chào mừng quý vị đã đến với trưng bày chuyên đề Đi qua cuộc chiến được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Kính thưa quý vị, nội dung chuyên đề gồm 3 phần: ký ức nơi chiến trường, khi cuộc chiến đã qua và ước mơ, giới thiệu những câu chuyện của những người lính đã trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến. Và sau khi chiến tranh kết thúc, họ luôn phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ để xứng đáng trở thành những thương binh tàn mà không phế,